Xin chào cả nhà. Ngày 16 tháng 11 thì mình có lên một cái video clip về cái nhà hàng mà ca sĩ Thầu Đám Tang bữa nay diễn nè. Thì chị Xám Mì Nổ có lên một bài tấn công mình. Một bài rất là dài, nội dung của cái bài thì toàn là những lời tiêu cực không à. Xong rồi chị ấy còn đưa cái số điện thoại của mình lên nữa chứ. Trong bài đăng thì chị ấy có hỏi như thế này: ca sĩ Thầu Đám Tang là một ca sĩ Việt Nam đã được bầu show tại Pháp búp vé, mời sang Pháp lưu diễn. Ca sĩ Thầu Đám Tang và bầu show có làm gì sai trái với quy định pháp luật của nước Pháp không mà bị YouTuber này ở Pháp đã tra Google Maps địa điểm nơi ca sĩ Thầu Đám Tang này sẽ lưu diễn sắp tới? Chị Xám Mì nói là ca sĩ Thầu Đám Tang được bầu show búp vé mời sang Pháp. Búp vé là vé máy bay á hả? Nếu như mà ca sĩ ra nước ngoài biểu diễn mà chỉ cần bầu show búp vé máy bay thôi thì nó đơn giản quá rồi. Còn này, nếu như mà ca sĩ Thầu Đám Tang đi qua Pháp bằng visa du lịch, mà visa du lịch thì đâu có được làm việc tại Pháp đâu. Nếu mà đi bằng visa du lịch mà qua bên đây đi hát thì tất nhiên là sẽ trái với quy định của pháp luật nha. Cô bầu show cổ có trả lời bình luận cho một bạn là ca sĩ Thầu Đám Tang qua đây cần cô làm show. Có nghĩa là qua bên Pháp rồi mới cần cổ làm show, cho nên cái ngày đó vừa qua tới mới có poster luôn. Chứ thường á, những ca sĩ mà đi lưu diễn á, mấy tháng trước là người ta đã có poster rồi, người ta bán vé rồi. Sau đó rồi ca sĩ mới trưng cái visa ra và cho chứng minh cho mình biết được là tôi đã có visa đi Pháp rồi, thì khán giả ở bên đây người ta mới dám mua vé. Các ca sĩ nếu mà xin visa đi lưu diễn thì mới được biểu diễn nha. Còn xin visa du lịch mà đi biểu diễn thì sẽ bị vi phạm pháp luật trong trường hợp là có người cầm cái poster của ca sĩ đó đi lại Đại sứ quán Việt Nam để mà tố cáo. Có một bài báo trước đây viết như thế này: khi mà các nghệ sĩ lưu diễn cho kiều bào và những rắc rối liên quan đến luật pháp, đã có những trường hợp nghệ sĩ Việt đi biểu diễn và trốn luôn ở nước sở tại, khiến các cơ quan quản lý văn hóa trong nước phải chật vật và ban hành nhiều quy định gắt gao hơn trong việc xuất ngoại lưu diễn. Vì để lách luật, nhiều nghệ sĩ đã phải dùng đến phương pháp xin visa du lịch, sau đó âm thầm đi diễn chui để qua mặt các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị phạt rất nặng và còn phải đối mặt với sự công kích chỉ trích từ dư luận. Một nữ diva hàng đầu V-Pit từng bị cấm nhập cảnh vào Mỹ 5 năm vì sử dụng biện pháp trên để qua mặt các nhân viên đại sứ quán Mỹ. Cô chỉ thực sự nhận phạt khi phía đại sứ quán đưa ra bằng chứng là các poster quảng cáo chương trình cô tham gia tại Mỹ. Đó là trường hợp của ca sĩ nha. Còn trường hợp như nhà hàng tổ chức cái buổi show ca nhạc đó mà muốn ca sĩ không có giấy tờ lưu diễn mà có giấy tờ du lịch thì như vậy nhà hàng cũng vi phạm pháp luật luôn. Các bạn nhớ hồi năm 2019 có một cái xe container chở những người Việt Nam từ Pháp mà trốn sang Anh á, rồi 39 người trong xe container đó bị mất vì lạnh á. Sau cái đợt đó thì bên Pháp rất là gắt gao trong việc mà các nhà hàng thuê những người không có giấy tờ để đến để làm việc nha. Khi mà bị bắt ra thì bị phạt tiền nhiều lắm, mấy chục ngàn tới đến mấy trăm ngàn, xong rồi còn bị ở tù nữa đó. Tóm lại là bây giờ ca sĩ nào mà đi biểu diễn bằng visa du lịch thì đem cái poster lên Đại sứ quán Việt Nam, rồi ai có live stream quay lại cái buổi biểu diễn đó thì đem lên nộp luôn. Thì thấy cái cảnh nha.